Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nhà Đất Kiên Giang. Hiện tại mình đang có mặt trên đường Trần Thị Loan thuộc khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Và tại đây mình xin giới thiệu với các bạn một căn nhà với kết cấu một trệt một lầu, tọa lạc trên mặt tiền đường Trần Thị Loan. Và hiện tại căn nhà đang được chủ nhà chào bán. Đây chính là vị trí của đường Trần Thị Loan, đoạn nằm ở phía trước căn nhà. Căn nhà sẽ có một cái lợi thế về giao thông rất là lớn. Thứ nhất là con đường Trần Thị Loan là một con đường có độ rộng 10m, xe ô tô ra vào rất là thoải mái. Bên cạnh đó thì vị trí của căn nhà cũng nằm rất là gần với vị trí của đoạn giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với đường Trần Thị Loan. Các bạn chỉ mất vài bước chân là mình đã có thể đến được vị trí của đường 3 tháng 2. Và vị trí của căn nhà cũng nằm gần với vị trí của đoạn giao cắt giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với đường Trần Thị Loan. Cho nên phải nói là giao thông rất là thuận lợi. Và căn nhà cũng có hướng chính là hướng Tây Bắc. Và đây chính là phần mặt trước của căn nhà. Phía trước căn nhà chúng ta cũng sẽ có một vỉa hè với độ rộng 4m. Độ rộng này thì các bạn có thể đậu được xe gắn máy hoặc là có thể đậu được xe ô tô theo chiều ngang. Và đây chính là phần cổng rào của căn nhà. Căn nhà được rào chắn kiên cố với hệ thống cổng rào sắt kết hợp với phần mái che lợp tôn phía trên. Ở bên trong thì chủ nhà cũng cho thiết kế thêm một lớp cửa sắt dạng cửa kéo. Về diện tích thì căn nhà sẽ có chiều ngang là 4,5m và chiều dài là 15,5m. Tổng diện tích sử dụng là 69,75m2. Loại đất là đất ở tại đô thị, thổ cư 100%. Và căn nhà cũng đã được hoàn công nhà cấp 2, cho nên sẽ rất là có giá trị về mặt pháp lý. Bên cạnh đó thì căn nhà cũng nằm gần với khu vực trung tâm của khu đô thị Phú Cường, cho nên các bạn sẽ có rất là nhiều thuận lợi. Thứ nhất là gần các khu vực trung tâm hành chính nè, gần với các trường học và gần với khu vực bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Và bây giờ mình đang có mặt ở khu vực bên trong phần sân nhà. Ở bên trong chúng ta sẽ có một khoảng sân với độ rộng khoảng 3,5m. Phía dưới thì chủ nhà cho lát gạch rất là sạch sẽ. Đây là phần mặt trước của căn nhà. Bên trái sẽ là cửa chính và ở bên phải chúng ta cũng sẽ có một hệ cửa sổ lớn để có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Phần cửa là cửa nhôm, kính cường lực. Ở phía trên thì chủ nhà cho lợp la phong để cách nhiệt. Và hai bên tường thì chủ nhà cũng cho lắp những cái tấm nhựa PVC giả bằng gạch, giúp cho khu vực này nó sạch sẽ, dễ dọn dẹp vệ sinh. Và bây giờ mình đang có mặt ở khu vực bên trong căn nhà. Ngay từ khi bước chân vào cửa chính thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian rất là rộng rãi, với độ rộng lên đến 7m. Các bạn có thể bố trí thành một phòng khách cũng như là một khu vực để mình thư giãn, đọc sách cũng rất là tiện lợi. Phía bên trái thì chủ nhà cho lắp một cái kệ tivi và treo một chiếc tivi nè. Đây chính là khu vực cửa chính khi mình nhìn từ ở vị trí trong phòng. Đây chính là khu vực cửa sổ. Đây là khu vực ở phía chân trần của căn phòng khách. Khu vực này thì chủ nhà cho lắp một chiếc hoặc treo phía trên nè. Đèn led thì lắp ở hai bên để chiếu sáng. Về phần nội thất thì chủ nhà sẽ để lại một vài món, cho nên khi mua nhà thì chúng ta sẽ thương lượng với chủ nhà vấn đề này. Và nằm ở phía bên trái phòng khách, chúng ta sẽ có một căn phòng vệ sinh với thiết kế cửa nhôm, kính mờ. Đây là không gian bên trong. Khu vực phía trên này chính là chân cầu thang dẫn lên phía trên tầng 1. Ở bên trong chúng ta sẽ có một căn phòng vệ sinh được ốp gạch tường với cái tầm cao khoảng hơn 2m. Ở bên trong thì chủ nhà cũng cho bố trí một lavabo và gương soi. Chúng ta cũng có bồn cầu và một vòi nước. Và nằm ở phía bên cạnh phòng vệ sinh, chúng ta sẽ có cầu thang dẫn lên phía trên tầng 1. Nằm ở phía cuối tầng trệt sẽ là một căn phòng bếp. Đây chính là không gian ở bên trong căn phòng bếp. Xung quanh thì chủ nhà cho lắp những cái tấm nhựa PVC giả bằng gạch, giúp cho khu vực này nó sạch sẽ. Và bên trong phòng bếp thì chúng ta sẽ có sẵn hệ thống kệ bếp cùng với một cái đảo được bố trí ở đây. Các bạn có thể tận dụng để làm một cái bàn ăn, hoặc là mình có thể làm cái nơi để mình đặt những cái phụ kiện khi mình chế biến. Và nằm ở phía cuối phòng bếp, chúng ta sẽ có một cánh cửa. Cánh cửa này sẽ dẫn các bạn ra một cái lối thoát hiểm nằm ở phía sau. Lối thoát hiểm này sẽ có độ rộng là 1m theo thiết kế.
Tiếp theo, xin mời các bạn lên tham quan khu vực tầng 1 của căn nhà. Đây chính là cầu thang dẫn lên phía trên tầng 1. Cầu thang với tay vịn bằng kim loại. Các bậc lên xuống là gỗ và chất liệu gỗ rất là cứng cáp. Xung quanh thì chủ nhà cho dán giấy dán tường dạng xốp rất là sạch sẽ. Đây chính là không gian ở phía trên tầng 1. Tại đây thì chúng ta sẽ có hai căn phòng. Một căn nằm hướng ra phía mặt tiền đường Trần Thị Loan. Căn còn lại thì nằm hướng ra phía sau. Và chính giữa sẽ là căn phòng vệ sinh. Thiết kế cửa nhôm kính mờ. Như vậy căn nhà sẽ có tất cả là hai căn phòng vệ sinh. Bên trong chúng ta sẽ có một phần tường được ốp gạch với tầm cao hơn 2 m. Chúng ta sẽ có đầy đủ vòi sen đứng di động, máy nóng lạnh, rồi có bồn cầu, labo, gương soi đầy đủ. Tiếp theo sẽ là căn phòng ngủ đầu tiên của căn nhà, được bố trí ở phía cuối tầng 1. Căn phòng với thiết kế cửa gỗ và đây chính là không gian ở bên trong. Ở bên trong chúng ta sẽ có một căn phòng với tổng diện tích là 11 m², vừa đủ dùng cho một căn nhà tọa lạc ở khu vực trung tâm của thành phố. Đây chính là khu vực ở phía trên trần của căn phòng. Căn phòng sẽ có đèn led chiếu sáng được đặt ở phía trên tường. Và bên trong phòng chúng ta cũng sẽ có thêm một hệ cửa sổ để các bạn có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Và chủ nhà cũng đã cho trang bị sẵn hệ thống rèm cửa để các bạn tiện sử dụng. Và sau cùng sẽ là căn phòng ngủ thứ hai được bố trí ở phía trước tầng 1. Căn phòng cũng với thiết kế cửa gỗ. Và căn nhà sẽ có hai căn phòng ngủ. Riêng căn phòng thứ hai sẽ bố trí rộng rãi hơn so với căn phòng đầu tiên. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một khoảng không gian với độ rộng 15 m². Và cũng sẽ có hệ cửa sổ rất là lớn để các bạn có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Và từ đây thì các bạn có thể dễ dàng quan sát xuống được vị trí của đường Trần Thị Loan, đoạn nằm ở phía trước căn nhà. Đây chính là khu vực ở bên trong căn phòng. Bên trong này thì chủ nhà cũng cho bố trí một cái hệ tủ nhựa để chứa quần áo cũng như là các vật dụng cá nhân. Rồi, như vậy là mình đã vừa dẫn các bạn đi tham quan một vòng căn nhà với kết cấu một trệt một lầu tọa lạc trên mặt tiền đường Trần Thị Loan thuộc khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Căn nhà có diện tích là ngang 4,5 m và dài 15,5 m. Tổng diện tích sử dụng là 69,75 m. Loại đất là đất ở tại đô thị, thổ cư 100%. Và căn nhà cũng được hoàn công nhà cấp 2, cho nên cũng sẽ rất là có giá trị về mặt pháp lý. Hướng chính của căn nhà là hướng Tây Bắc. Về thuận lợi giao thông thì căn nhà có rất là nhiều thuận lợi. Thứ nhất là nằm trên con đường có độ rộng 10 m và gần với vị trí của đường 3 tháng 2, gần với vị trí của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cho nên các bạn sẽ nhanh chóng đến được vị trí của khu vực trung tâm khu đô thị Phú Cường, chỉ mất khoảng vài phút chạy xe. Và căn nhà đang được chủ nhà chào bán với mức giá là 2 tỷ 100 triệu đồng, có thương lượng và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những bạn nào có nhu cầu vay vốn. Số điện thoại liên hệ mình có ghi bên trong video clip. Các bạn không quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.